bị dây đỡ hàng vô nữa anh dưới này. Anh lấy lại. Lấy rồi đưa đâu đây chứ đi. Ngoài dây chúng nó là dây được cho mai sau á. Chờ quá nó không tối. Ngoài dây nữa. Ngoài xạo ra cái này dây lại là. Xạo ra cái đi. Chút một cái lấy qua thì.
thế. Mai bây giờ chúng mình đưa xe lên xe. Yeah.
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi nha. Xem mà thấy thú vị hay nhấn like, đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận video tiếp theo. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo.